Trời ơi, con nhận hai đứa mình lãng mạn ghê á. Ê, em nhìn hai đứa mình kiểu nó đẹp đôi ghê á. Ừ. Nhìn ủa khác kìa. Thương nó kìa. Quái à. Mẹ qua đây. Đi về đây. Anh ơi, qua đây. Anh ơi. Làm nội gián cho anh, làm nội gián cho anh nha. Dạ. Có cái gì vậy trời? Không biết màu đỏ treo đâu không? Để đi kiếm cái màu đỏ để đưa cho anh Hưng. À? Ngoại của chị. Sao? Chị tới chị ôm lại. Ôi. Ủa đâu có đường, không có đường. Không có đường. Không có đường. Không có đường. Trời ơi, anh Hưng giỏi siêu quá kìa. Thật sự tôi không biết là kiếp nạn thứ bao nhiêu của tôi nữa. Giữ chiến con, giữ chiến con. Anh, đổ vô cung đi. Cây này của người ta. Đi lấy đại đi, lấy đại đi. Chị tặng anh Hưng 500 ngàn. Anh nói còn em phụ gì không? Sao đoạn quá, thương quá. Vậy tầm sao mới ra riêng mới khởi nghiệp hay gì vậy? Chứ hả? Đi về. Cái này là ngoại em ăn gian á. Ờ vậy hả? Ây da. Và 30 giây cuối cùng thôi. Thân ngoại ơi. Tao cần 3 giây thôi. Rồi 10 giây cuối cùng ngoại ơi. Ơi ngoại nhanh. Trời ơi xin xem bàn thi. Trời ơi. Nói chung là cái này thì không hôm nay không chấm điểm. Nhưng mà em xin thật